xin chào các bạn nào mình là Lê Văn Lộc đây và à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một kiến thức mới của SEO kiến thức nữ của SEO thì à, bài nói trước chúng ta đã học về à, các bạn cũng đã biết URL uh, là, là cái gì URL uh, là, là gì đúng không là chỉ là một đường link dẫn thôi à, và Google đánh giá xếp hạng từng đường link một cách riêng biệt và các bạn đã học về chỉ số index chỉ số index là cái chỉ số uh, mà Google lập mục đưa cái bài viết đó vào một cái cơ sở dữ liệu của nó và đánh giá cái bài viết mà chúng ta up lên trên cái đường link trên cái đường link mà được sắp xếp và cái chỉ số index này được đánh giá theo chất lượng seo của cái bài viết đó theo chất lượng seo cái bài viết đó và chúng ta đã học về spider con nhện của google nó thu thập các dữ liệu nó thu thập các bài viết qua các đường url và đánh giá các bài viết bằng chỉ số index và con nhện này à thu thập mà bằng các đường dẫn liên kết với nhau. À, bằng các đường dẫn liên kết với nhau chúng ta phải đặt linh liên kết với nhau, đúng không? Và linh liên kết thì chúng ta à, đặt có một link có một loại link là link thoát ra ngoài, là link của một trang khác, không phải không phải trang trong trang web của chúng ta. Thế là link thoát ra ngoài link này thì à, hạn chế không nên đặt nhiều và à, loại link thứ hai nó lại link trong trang web của chúng ta, tức là đặt À, các bài viết trong trang web đi nội bộ cho nhau à, nên liên kết với nhau liên kết với nhau và à, cứ trang web này thì mang à, trang web khác vào trong nó à, mang đường dẫn của trang web khác. <laughs> mang đường dẫn của trang khác vào trong nó trên cái địa chỉ web của bạn để tăng cái tỷ lệ liên à, kết làm cho cái con uh, spider làm cho cái uh, con spider này nó có thể dễ dàng uh, thu thập sắp xếp và nhận diện rồi à thì đấy là cái bài lần trước và sell on page khác với sell page là ở chỗ thì sell on page là các bạn phải tối ưu phải làm chuẩn sell cho chính cái bài viết đó cho chính cái website của bạn đó trên cái page đó trên một cái trang đó thôi à, thì để gọi là sell on page làm sell trên chính bản thân nó giống như bạn make up ấy bạn làm đẹp trên chính bạn thì gọi là sell on page seo trên chính bạn đấy còn sell page là các bạn sử dụng một cái trang ở bên ngoài à, những cái trang ở bên ngoài và những cái trang blog, website khác và video rồi là các trang mạng xã hội khác để có thể um, tạo ra những cái đường dẫn link đi về cái trang web của bạn thì nó gọi là SEO update thì uh, chúng ta sẽ sang cái phần SEO update này một chút là các bạn lần trước các bạn uh, trong cái phần SEO này là các bạn phải học những cái cơ bản này uh, để các bạn có thể hiểu tư duy của nó là cái phần SEO update này nó có một phần gọi là backlink backlink. À backlink là một cái dạng link mà các bạn đặt link từ trang web vệ tinh về website chính. và hoặc là nhúng các nhúng vào các video vào các website khác như Facebook, YouTube vào các trang mạng xã hội rồi là cộng đồng của các bạn. Đấy thì gọi là backlink. Nhưng mà cái backlink nó khác với link liên kết ở chỗ nào? Link liên kết là các bạn đi hai chiều, đi hai chiều, tức là tôi cho anh và anh cho tôi. À, tôi liên kết với anh thì anh phải liên kết với tôi thì gọi là hai chiều nào gọi là liên kết bạn bách linh thì nó chỉ là một uh, chỉ là một chiều thôi giống như tôi biết về sơn tùng ntp nhưng mà sơn tùng ntp thì không biết tôi chẳng hạn thì đấy là bách linh tức là chỉ có tôi biết anh ta thôi tức là bách linh uh, như vậy bách linh có nghĩa là, là tôi vất cái link của tôi vào cái trang web khác các bạn hiểu chưa à, tôi vất cái link của tôi vất cái Bài viết của tôi vào một trang web khác mà cái trang web đấy nó không liên quan đến tôi, nó không thuộc nhà của tôi, nó không thuộc vào hệ thống của tôi. À, tức là tôi đặt link vào nó, tôi đặt link vào nó để đẩy SEO cho tôi nhưng mà tôi không cho nó đặt link vào tôi để tôi đẩy SEO cho nó. Tức là tôi chỉ có vất link vào nó thôi để tôi đẩy SEO cho tôi. thôi à, Tức là chỉ có tương tác một chiều thôi thì gọi là backlink các bạn ạ. À, backlink tức là chỉ có tương tác một chiều thôi, tức là SEO. Các bạn biết là trước các học, học ninh liên kết đúng không? Thì trước các bạn học ninh liên kết rồi, liên kết là một trang web sẽ được uy tín khi có nhiều trang web khác nhắc đến nó đúng không Thế nên cho nên thằng A nhắc thằng B thằng B nhắc thằng A Nhưng mà website uh, backlink ấy, backlink là cũng như vậy là một trang web sẽ được uy tín khi có nhiều trang web nhắc đến nó nhưng nó không phải nhắc về các trang web khác Các bạn hiểu không ạ Tức là các trang web đó chỉ được nhắc đến mà, mà nó không cần phải nhắc về ai cả Đấy giống như là tôi nhắc về uh, nhắc về ca sĩ Hoàng Thùy Linh chẳng hạn thì uh, cô Hoàng thì linh Cô không cần phải nhắc về tôi đấy tức là sell tôi sell cô ấy thôi cô ấy không cần phải sell thôi ví dụ như vậy để cho các bạn hiểu thì đó là một cái dạng backlink, linh tức là chỉ đi một chiều à lọc tin là các bạn đã hiểu rồi thì backlink nó rất là quan trọng nó rất là quan trọng bởi vì nó thể hiện cái nó thể hiện cái tính nổi tiếng cái chỉ số index là một chuyện khác rồi là một chuyện của linh liên kết rồi nhưng mà nó có cái chỉ số nữa là chỉ số social bookmarking à, social bookmarking là, là, một cái social là cộng đồng xã hội các bạn ạ <laughs> social bookmarking là cái cộng đồng xã hội tức là cái trang web của bạn cái bài viết của bạn cái site của bạn đấy được vất trên nhiều các trang web xã hội khác nhau ở đây em đọc đã cho bạn nhìn cái ảnh này các Social Bookmarking này Các bạn nhìn thấy là Một cái trang web của bạn được tạo ra Bạn có thể vất lên rất nhiều trang Vất lên rất nhiều lơi à, Gắn tin gửi cho Skype cho bạn bè này Vất lên trang của Apple này Trang của các bạn ấy Rồi vất lên uh, cloud này nếu các bạn làm nhạc này Đấy à, Vất lên các trang mạng uh, cộng đồng xã hội này Vất lên Youtube này Vất lên Facebook này à. Rồi là vất lên Google uh, Cộng này Google Cộng bây giờ thì hủy rồi đúng không Vất lên uh, Twitter uh, Rồi là Instagram hay là À, tất cả các trang mạng khác, đây là tất cả các trang xã hội Là cái sâu số marketing Tức là tôi vất cái bài viết của tôi, vất cái link của tôi Tạo một cái backlink cho cái trang web của tôi Trên cái trang xã hội này các bạn ạ làm một cái backlink đi tất cả mọi nơi Vào tất cả những cái trang cộng đồng xã hội này Các bạn biết bất cứ một trang xã hội nào Các bạn vất vào đấy Thậm chí là các bạn bán những các mặt hàng về tình dục thì các bạn có thể vớt vào những cái trang web sách cũng được đấy thì cái đấy là một cái dạng mà các bạn đi vứt link của bạn đấy là một cái dạng đi vứt link thì cái dạng này đấy thì các bạn không phải mất công đi tạo uh, website không phải mất công viết bài viết không phải mất công đánh giá bài viết có chuẩn SEO hay không uh, tất cả các bạn không phải mất công các bạn chỉ cần đi vất link mà thôi uh, các bạn chỉ tạo một cái nick rút này nào, tạo nick Facebook hay tạo nick Twitter hay tạo một cái uh, nick của một trang nào những cái trang này uh, binh hay là các thứ các mọi thứ À, tất cả này bạn thì tạo một cái tài khoản và sau đó bạn đi comment đi comment đi vứt nó vào các uh, trang web đó gọi là cái uh, social bookmarking Đấy. thì dịch vụ social bookmarking là một dịch vụ trực tuyến tập trung cho người sử dụng đăng và chia sẻ các đường dẫn <laughs> và chia sẻ các đường dẫn đến các trang mạng website với sự trợ giúp của các từ khóa phân loại đấy thì cái điều quan trọng nhất của cái của cái um, social marketing này nữa là các bạn đi vất À, đi vất ninh của bạn ấy nhưng mà phải vất vào, vào những cái bài viết nó có liên quan đến bài viết của bạn, vất vào những cái trang mạng những cái cộng đồng nó có liên quan đến cái bài nào của bạn để cho cái từ khóa này nó được phân loại ra các bạn ạ. Nếu như các bạn không phân loại từ khóa cho chính mình ấy thì cái bài cái bài viết của bạn nó sẽ bị loạn từ khóa là nó sẽ không không cái điểm SEO nó sẽ, sẽ sẽ bị kéo xuống nhá. Đấy các bạn nhớ như vậy, <laughs> cái điểm SEO nó sẽ kéo xuống. SEO sẽ kéo xuống rất là sâu nếu như các bạn à, không cô lập từ khóa à, các bạn seo quá nhiều từ khóa là sẽ bị hỏng. Thế cho nên là các bạn cứ để ý xem à, khi người ta seo người ta sẽ seo khoảng tầm 15 đến 20 từ khóa cho một bài viết là quá nhiều rồi nhé. À, mà thường là những 15 đến 20 bài viết à, thường là 15 mới từ khóa đấy đều là những từ khóa ngắn dài thôi. Thực ra nó chỉ là nếu mà tính ra về từ khóa gốc từ khóa chính ấy, thì nó chỉ có hai từ khóa là cùng trong một bài viết thôi nhá Để nói cho bạn thấy các bạn có thể hiểu được à, thì à, thì bài sau thì nó sẽ dạy các bạn về cái uh, phân tích từ khóa là tìm từ khóa và thế nào để làm làm thế nào để đạt những từ khóa tốt để SEO tốt thì bài sau nó sẽ chia sẻ các bạn thì cái bài này bây giờ các bạn phải chú ý cho Ngọc một cái nữa đó là biết pết xanh vết danh xanh là chỉ số nó nên tầm quan trọng của một trang web tăng chỉ số này bằng cách đi thật nhiều backlink về cho nó à, các bạn biết là cái lần trước các bạn học chính là chỉ số index và chỉ số pết danh chỉ số index và chỉ số pết danh thì trước khi nói viết danh thì lộc nhắc lại cái index cho bạn để các bạn có thể phân tích được vì lộc sợ là các bạn sẽ nhầm với cái chỉ số viết danh và chỉ số index thì lộc sẽ nói cho các bạn hiểu là, là chỉ số index là đạt chuẩn sell đúng không? phải thật chuẩn sell chỉ số index là đánh giá trên sell đánh giá trên các bạn sell như thế nào gọi là chỉ số index đánh giá trên cách các bạn sell thì gọi là chỉ số index nhé chỉ số index là chỉ số lập mục mà nó đánh giá trên các bạn sell có tốt hay không có ăn cắp bài viết người khác hay không có viết hay, hay không có viết một cái bài viết có hữu ích có nhiều người xem có tính chất là có cái cấu trúc seo on page của nó tốt hay không thì đó là chỉ số index được chưa các bạn nhớ về chỉ số index chưa đấy là chỉ số index nhá thế còn chỉ số biết danh chỉ số biết danh này là chỉ số được tăng lên nhờ bách linh bách linh là gì bách linh là các bạn vừa học rồi đúng không là chỉ có link nhắc về nó thôi nó không cần nhắc về người khác đúng không thì gọi là chỉ số biết danh chỉ số biết danh này À, nó khác là nó không con nó không đánh giá SEO ở đây nó không đánh giá SEO đây mà chỉ nó chỉ cần đánh giá về sự nổi tiếng của bài viết thôi nó đánh giá sự nổi tiếng của viết là có bao nhiêu người nhắc đến cái bài viết đó có bao nhiêu thành phần nhắc về cái bài viết đó à, bài viết đó được đánh giá như thế nào trên mạng xã hội bài viết đó có quan trọng như nào trên mạng xã hội có bao nhiêu có cái đường dẫn link mà các bạn của bài viết của bạn ấy được chia sẻ trên bao nhiêu nơi thì đấy là cái là cái viết danh được nhắc đến trên bao nhiêu nơi cái biết danh là nói về cái bắt link của bạn đạt được bao nhiêu nơi bạn đạt được càng nhiều bắt linh thì cái website càng chất lượng thì ở đây có một cái sơ đồ như thế này thì để phân tích cho các bạn hiểu về cái biết danh này đấy thì các bạn nhìn vào cái hình bên này nó sẽ nói cho các bạn về cái tỷ lệ phần trăm à, giả dụ như bây giờ là tỷ lệ biết danh là một trăm phần trăm nhá thì một một trăm phần trăm điểm là một trăm phần trăm đi nha thì bây giờ tôi tạo ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang con Tôi tạo ra rất nhiều các trang con như thế này Tôi tạo ra rất nhiều các trang con như thế này Đúng không? Và tạo ra rất nhiều trang con Thì cái trang chính của tôi là trang B Đúng không? Trang B Thì tôi đẩy cho tất cả các thằng khác và nhắc về trang B à, Tôi đẩy cho tất cả thằng khác phải nhắc về trang B Tức là A Thằng A này Thằng A này là được cái thằng D này nhắc đến này Thằng A được thằng D nhắc đến Tức là thằng A, thằng D đi Backlink ninh thằng A Thằng D đi Backlink thằng A các bạn nhìn này đấy rồi là những cái thằng màu tím này thằng màu tím này đi bách linh đi bách linh thằng b và đi bách linh thằng e này tất cả các thằng này là đi bách linh này nó không có cái gì đến nó cả nó chỉ có đi bách linh thằng khác thôi à, thì cái phần trăm chia nhỏ đó là một trăm này và giờ có một cái trang e này là được tám mươi tám một phần trăm bởi vì có rất nhiều cái thằng khác nhắc nó có bốn năm thằng khác nhắc nó đúng không thì là có nó có bản thân nó có năm bách linh năm bách linh năm bách linh và nó đi vào thằng e này thằng e này lại nhắc cái thằng B thì tất nhiên là năm bách linh của thằng E này tự dưng thuộc về thằng B, bạn nhớ như thế. Thằng F này đi bách linh thằng thằng B, à, thằng F đi backlink thằng B và thằng E thằng và thằng F thằng E thằng F bạn nhìn nó hai mũi tên hai chiều có nghĩa là hai thằng này đi liên kết cho nhau, hai đi liên kết cho nhau, liên kết nhau nhau. Nhưng mà thằng F nó không có điểm bách linh, thằng F không có điểm bách linh cho nên thằng F này nó dần như là điểm bách không có nên cho nên là thằng F này hơi hơi yếu hơi thấp, nó bằng thằng D, nó bằng thằng D bằng d là thằng được đi Ninh thằng này là đi ninh cho thằng khác đi backlink cho khác và cũng được thằng khác cao hơn nó lại đi ninh cho nó và hiểu được thằng e này cao hơn đi cho nó thì đương nhiên nó cũng được ba chín phần trăm mặc dù là nó đi như thằng khác bởi vì cái thằng tám một này đi đâu à, thằng tám một này cho thằng nào thì thằng ấy được ba chín bạn hiểu đấy à, hai là hai thằng liên kết với nhau à, và thằng này đi ninh cho thằng này các bạn thấy là chủ yếu là tất cả những thằng này là đi ninh cho thằng b và điểm best danh của thằng b là điểm cao nhất bởi vì tất cả thằng này là những thằng bách linh cho thằng B nên điểm của thằng B rất là cao. Nhưng đáng nhẽ điểm thằng B đấy nó phải lên 80% hoặc là 90%. Nhưng mà thằng B nó lại đi liên kết cho thằng C. Cho nên là sức mạnh bị chia đôi. Sức mạnh bị chia đôi, đi liên kết cho nhau thế nên là sức mạnh bị chia đôi hai thằng này là bằng nhau. Hai thằng này bằng nhau. Giả dụ như không có thằng C này thì 80% sẽ là thuộc về thằng B. Thuộc về thằng B. Nhưng mà bạn muốn seo thêm thằng C thì bạn phải nhân đôi sức mạnh, phải chia đôi sức mạnh, đúng không? Sức mạnh của bạn phải phải san sẻ ra cho nhau, san sẻ cho nhau. Tuy nhiên à, à, nếu như thằng b và thằng c này cùng nội dung, cùng một dạng nội dung, thì cái dạng thì hai cái thằng này nó sẽ hai cái thằng này nó nó cái điểm SEO nó sẽ ngang bằng nhau như thế này và nó à, và nó tạo ra một liên kết cho nhau. Nhưng mà thằng b là một à, bài viết nội dung khác, từ khóa khác và thằng c là bài viết khác từ khóa khác thì điểm SEO sẽ được nhân đôi đấy các bạn ạ. Bởi vì nó nó đã đi liên kết cho nhau, nó bạn hiểu là đây là liên kết à, liên kết cho nhau. Đấy. Bạn nếu là mũi tên hai chiều là liên kết nè, mũi tên một chiều là bách linh nè, thằng nào được nhiều bách linh thằng đấy sẽ rất là mạnh, đấy. nhưng mà khi nó liên kết với một thằng khác thì nó phải chia sẻ sức mạnh, làm này hiểu như vậy, đấy, đấy là điểm vết danh, điểm vết danh, à, nếu như bạn muốn xem một cái trang nào đó, bạn đi tần tần tật rất nhiều các bách linh về cho cái trang các chính đó, à, đi càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, nha. À, còn bạn thích liên kết hay không thì đó là việc của các bạn đấy, các bạn muốn cái từ khóa của bạn nó liên kết thì để nó được index nó được cái điểm index cao thì các bạn nên liên kết nhá thì thấy à, nó được cái điểm này thì nó lại hỗ trợ cho cái điểm khác các bạn phải cố gắng hiểu như vậy là cái phần backing rất quan trọng phần backing rất quan trọng tất cả các trang con nên đi backing về cho trang chính đấy là phần backing và đây gọi là điểm pit danh điểm pit danh là tỷ số tầm quan trọng tầm nổi tiếng tầm danh giá tầm danh dự của một cái trang web mà các bạn lập lên đó là điểm viết xanh thì cái bài này nó là một cái quan trọng như vậy về bách linh thì mình muốn chia sẻ các bạn nhớ về social bookmarking là người ta dùng để đi bách linh là nhiều nhất đấy là cái phần này là chủ yếu họ nói về bách linh và phân biệt các bạn index và link liên kết nó khác nhau với bách linh là cái gì thôi thì video này đến đây sẽ là kết thúc và mình xin hẹn và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé